Chào mừng tất cả các anh chị cô chú đến với buổi học thứ tư. Và hôm nay chúng ta sẽ học ghép nhạc cho video nhé. Nhưng đặc biệt đó là hôm nay mọi người sẽ sử dụng hình ảnh của chính mọi người. Nếu như mọi người đang có một sản phẩm nào đó hoặc là có nhiều sản phẩm với nhiều bức ảnh khác nhau thì mọi người hãy vào CapCut thêm dự án mới và thêm những sản phẩm đó, ảnh những sản phẩm đó vào, hoặc là làm một cái video về ảnh của chính bản thân mọi người hoặc là ảnh của con cái chẳng hạn. Nói chung là sử dụng ảnh của mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ vào CapCut này. Rồi chúng ta vào dự án mới nhé. Chúng ta thêm dự án mới với những bức ảnh của mọi người. Đây đấy, em đã chuẩn bị sẵn 7 bức ảnh này rồi. Thì mọi người nhớ thêm những cái ảnh khoảng 7 đến 10 ảnh vào nhé. Đừng có thêm ít quá. Chúng ta làm nhiều cho quen. Đấy, em sẽ tích từng ảnh một này. Em có 7 ảnh này. Sau đó em ấn chữ thêm dưới chân màn hình này. Mọi người sẽ kéo từ phải qua trái để xem bức ảnh là không ổn nhé. Ví dụ bức ảnh này đã kín màn hình này. Bức ảnh thứ hai thì nó hơi bị khuất trên dưới và bức ảnh này hoàn toàn có thể chạm vào này. Đặt hai ngón tay lên màn hình, mình zoom to lên một chút này. Đây là kiến thức cũ rồi nên là em chỉ đi qua thôi. Ảnh tiếp theo kín rồi này. Chúng ta đẩy tiếp này. Thấy bức ảnh này bị hở phần đen này, chúng ta lại zoom to lên một chút này. Rồi những bức ảnh tiếp theo ok hết rồi này mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là chúng ta chọn nền nhé. Bây giờ mọi người sẽ kéo từ phải qua trái dưới thanh công cụ, chọn bảng vẽ này, chọn mờ nhé, chọn kiểu mờ nhất là thứ tư này, ấn áp dụng vào tất cả này. Sau đó chúng ta ấn dấu tích này. Vậy là đã xong cái phần nền rồi. Mặc dù ảnh của chúng ta đã phủ kín hết rồi nhưng chúng ta luôn luôn phải chọn nền, và khi chúng ta làm hiệu ứng chuyển động, cái ảnh nó sẽ bay ra khỏi cái nền này thì sẽ lộ nền đen nha mọi người. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn hiệu ứng động. Thì chúng ta đang ở thanh công cụ như thế này rồi, một là chúng ta ấn mũi tên bên trái, hai là chúng ta sẽ chạm tay vào khoảng đen này là nó sẽ thoát thanh công cụ này thôi, nó sẽ trở về thanh công cụ chính cho mọi người sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ chạm vào ảnh này, chạm vào từng ảnh, chọn hiệu ứng động cho em nhé. Chọn hiệu ứng động này, chọn kết hợp này, kéo từ phải qua trái, chọn một khuôn cấu trúc blur. Rồi chúng ta không ấn tích nữa, chúng ta sẽ dùng tay ở đây, chúng ta đẩy sang bên trái, chúng ta để tay từ đây sang trái này, để di sang ảnh tiếp theo, và chúng ta lại di phần dưới chúng ta chọn này, chứ không cần thiết phải ấn dấu tích và thoát từng ảnh làm nữa đâu. Nó có cách làm nhanh hơn. Đó, nó sẽ tự chạy nhé. Bây giờ nó chạy như thế này đến đây nó dừng. Chúng ta lại đặt tay ở vị trí này và chúng ta đẩy sang bên trái này. Đẩy sang bên trái để cho cái con trò chuột nó chạm vào cái ảnh thứ ba này. Và chúng ta lại đẩy từ phải sang trái dưới thanh công cụ kết hợp này, để chúng ta chọn cái kiểu nó sẽ đẹp này. Và mọi người lưu ý nhé, khi mà chọn những cái kiểu như này này, nó sẽ làm nó nhỏ lại như thế này. Nó luôn luôn làm cho cái ảnh của chúng ta nó nhỏ giữa như thế này. Thì chúng ta hãy ấn tích. Sau đó chúng ta đặt ngón tay lên đây, chúng ta zoom to lên. Đặt hai ngón tay lên đây, chúng ta zoom to lên thì nó vẫn đẹp mà nó lại kín màn hình hơn, chứ nó không bị nhỏ gọn quá. Vì chúng ta đang to nhìn tự dưng cái bên này bé quá thì trông nó rất vô lý đúng không ạ? Đấy, cho nên cái kiểu này thì nhiều người thích dùng đấy, nhưng mà phải phòng to lên nha. Rồi chúng ta chọn ảnh tiếp theo này, lại chọn hiệu ứng động tiếp này, và kéo từ phải qua trái để chọn những kiểu khác này. À, đây là em chọn phần bên vào rồi. Phần bên vào thì nó không hay lắm, thì em sẽ ấn vào khi mọi người không muốn chọn vào nữa nhé. Mọi người thấy không hay, mọi người muốn hủy đi thì mọi người sẽ ấn một chữ không có này, là để nó hủy đi này. Sau đó chúng ta chuyển sang phần kết hợp này. Đấy, chọn kiểu khác đi. Chúng ta chọn kiểu gì mà nó không bị khuất mất hình ảnh của chúng ta là được nhé. Đấy, rồi chúng ta lại đẩy từ phải qua trái này, chạm hình ảnh này này, chọn kiểu khác này, chúng ta lại đẩy từ phải qua trái này, là nó đã ở vị trí ảnh này rồi. Rồi chúng ta sẽ chọn kiểu khác nữa này. Đấy, hay cái kiểu hiệu ứng này cũng bị nhỏ này mọi người. Nếu nó bị nhỏ thì mọi người hãy ấn dấu tích này, và mọi người đặt tay lên hai màn hình này. Còn nếu như chúng ta không phải zoom thì chúng ta cứ để sang, chúng ta làm lại tiếp theo nhé. Còn nếu như chúng ta muốn zoom thì chúng ta phải ấn dấu tích thì chúng ta thoát ra ngoài mới zoom được. Thực ra những bức ảnh này của em là em đã chỉnh màu đẹp hết rồi, cho nên là khi mọi người làm mọi người không cần phải chỉnh gì hết. Nhưng nếu trường hợp mà cái ảnh là nó bị tối, nó bị ngược, bị lật thì mọi người hãy áp dụng tất cả những gì mọi người đã làm để mọi người chỉnh cho đẹp hơn nha. Và bây giờ thì em sẽ vào cái bước tiếp theo, là chính là cái bước chọn nhạc. Thì mọi người hãy tạm thời ấn phím home để trở về khỏi màn hình. Chúng ta sẽ vào TikTok nhé. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng kính lúp ở góc phải trên cùng màn hình. Chúng ta sẽ gõ nhạc nền. Bây giờ mọi người muốn ghép nhạc sôi động hay là nhạc nhẹ thì mọi người gõ cái từ đấy nhé. Ví dụ em muốn ghép nhạc sôi động đi, thì em sẽ gõ là nhạc nền sôi động này. Mọi người nếu như muốn nhạc không lời thì có thể thêm chữ không lời vào. Rồi, sẽ ra rất là nhiều video như thế này. Chúng ta hãy chạm vào từng cái để chúng ta nghe thử. Nếu như cái video nào mà có nhạc thấy hay thì chúng ta ghép nhé. Mọi người lưu ý là cái nhạc nó rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta edit không hay nhưng chúng ta thêm cái nhạc hay ấy, tự dưng nó cũng hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhạc nó phải phù hợp, nó phải hấp dẫn, chứ không phải là bài nào cũng được đâu. Riêng em chọn nhạc thì em chọn rất là kỹ. Thì em thường nghe bài đầu tiên là em chạm vào cái video đầu tiên nghe. Mọi người nghe thử xem bài nào hay thì chúng ta tải về, còn nếu chưa được thì chúng ta lại vuốt tay từ dưới lên trên để chúng ta nghe những bài tiếp theo nhé. Em thấy cái nhạc này hay đấy mọi người ạ. Còn hai cái bài đầu là nhạc không chấp nhận được mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ giữ tay vào màn hình nhé. Chúng ta giữ tay ở đây này, nó sẽ hiển thị ra công cụ có chữ lưu video, thì mọi người lưu về cho em này. Đó mọi người, đó tải xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ ấn phím home nhé. Chúng ta trở lại vào CapCut, vẫn đang ở dự án này, và chúng ta nhớ là di chuyển đến vị trí mà con trỏ chuột đặt tận đầu video luôn.
Rồi chúng ta sẽ vào phần âm thanh. Chúng ta chọn tiếp âm thanh. Chúng ta sẽ chọn vào phần thư mục. Chúng ta sẽ chọn trích xuất âm thanh từ video. Sau đó chúng ta sẽ tích vào cái video mà chúng ta vừa tải về có độ dài 1 phút này. Rồi chúng ta ấn chỉ nhập âm thanh. Rồi chúng ta sẽ ấn dấu cộng. Nó sẽ nằm ở đây này. Mọi người nghe thử không? Mọi người chạm vào đây sẽ nghe thử được. Sau đó chúng ta ấn dấu cộng này. Để thêm vào video này. Đấy. Mọi người kéo từ phải qua trái để mọi người xem là nhạc có dài đâu. Hoặc là mọi người nhớ cái thao tác cũng rất quan trọng là đặt hai ngón tay ở vị trí đen này. Mọi người zoom lại này. Zoom cho nó gọn lại để mình nhìn được tổng quát thôi. Nó thu gọn chứ không phải là làm ngắn gì đâu nhé. Và mọi người thấy là cái nhạc nó đang bị thừa đúng không? Vậy thì mọi người hãy di chuyển đến vị trí cuối cùng của video này. Kể cả những thanh mình chèn nhãn dán hay chèn cái gì, chúng ta cần phải để cho nó kết thúc cùng vị trí như thế này. Chứ đừng để nó thừa ra, nó sẽ xuất hiện cái đoạn đen nhé. Đây, bây giờ chúng ta để đúng cái vị trí cuối rồi, chúng ta sẽ chạm vào thanh video này. Chúng ta chạm vào phần text này. Và bây giờ không trắng đã có sẵn là phần đuôi rồi thì chúng ta sẽ xóa đi. Ấn xóa là sẽ xóa, còn trường hợp nó không có khung trắng thì chúng ta chỉ cần chạm vào khung, nó là sẽ có xuất hiện khung trắng. Và chúng ta sẽ ấn được công cụ xóa này. Vì trong trường hợp mà cái nhạc chúng ta thêm vào ấy nó bị ngắn hơn so với video chúng ta như thế này, chúng ta xử lý như thế nào này? Bây giờ thì mọi người sẽ dùng hai ngón tay đặt ở vị trí này, mọi người zoom cho nó giãn ra để chúng ta dễ xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ ấn sao chép cái đoạn nhạc này nhé. Chúng ta chạm vào cái thanh nhạc này, chúng ta chọn cái mục kéo từ phải qua trái, nó sẽ có cái mục sao chép này. Nó sẽ nhân bản lên. Bây giờ chúng ta zoom gọn lại này. Ta nhìn này. Đấy, nó sẽ kín hết video và sẽ thừa chúng ta cắt sao. Nhưng cái quan trọng mọi người nhìn này. Khi mọi người copy như thế thì sẽ cái đoạn nối giữa hai video nó sẽ bị nghỉ mất một tí nhạc. Bởi vì cuối của cái đoạn nhạc nó nhỏ dần như thế này. Bây giờ chúng ta phải chạm vào đây, chúng ta nghe thử. Ta nghe thử tới cái khúc cuối này này. Ta ấn vào hình tam giác của nghe thử. Đấy, tức là sẽ có cái khoảng trống này. Thì bây giờ chúng ta sẽ không vội copy như nãy nữa, mà chúng ta hãy xử lý cái đoạn nhạc này đã. Chúng ta chạm vào nó, chúng ta chạm vào phần đuôi, chúng ta kéo sang bên đây này. Đấy, sau đó chúng ta mới copy nhá. Rồi chúng ta ấn sao chép này. Thì cái chỗ này nó sẽ liền mạch với nhau hơn, mọi người thấy không? Nó sẽ không bị cái khoảng nghỉ nữa. Đấy, và bây giờ chúng ta kéo sang phần đuôi. Chúng ta lại sang phần đuôi, chúng ta nhìn nó thừa, chúng ta lại di chuyển đến vị trí này. Nó chạm vào thanh video, ấn tách, ấn xóa. Vậy là xong rồi đấy. Em có thể vào phần nhận dán để em chèn thêm nhận dán cho đẹp này. Em vào phần nhận dán này. Em sẽ chọn những cái kiểu hình làm sao mà nó đẹp, mà nó không làm che mất cái video, cái hình ở trong video của chúng ta ấy. Em sẽ đặt ấn tích này. Mọi người luôn dùng hai ngón tay hoặc mọi người đặt ở vị trí này. Mọi người zoom to nó ra nhé, cho nó đẹp. Đấy. Bây giờ sẽ đến vị trí thứ hai, để con trỏ vị trí ảnh thứ hai chúng ta thêm nhận dán này. Đấy, chúng ta ấn tích này và chúng ta lại zoom to lên. Dùng hai ngón tay zoom to lên cũng được này. Đó, như vậy mọi người có thể thêm đến hết tất cả các ảnh còn lại. Chúng ta còn có một cách thêm nhãn dán lung linh khác, đó chính là chúng ta sẽ không chạm vào hình ảnh nữa nhé. Không chạm vào hình ảnh nữa mà chúng ta ấn luôn vào phần chữ hiệu ứng này. Ở dưới trên màn hình có chữ hiệu ứng này. Sau đó chúng ta chọn hiệu ứng video này. Đấy, ở đây nó cũng rất là nhiều kiểu này. Nhưng mà không được chọn một pro nha mọi người. Mọi người chạm vào phần hình bướm này. Đấy, mọi người chọn bướm màu chẳng hạn này. Đó, hay bướm trắng này. Nó nhiều kiểu lắm mọi người ạ. Mọi người nhớ cho em nhé, sau đó chúng ta ấn tích này. Mọi người thấy không? Đẹp hơn rất là nhiều chứ. Và cái thanh này chúng ta có thể kéo dài tới hết video nếu như chúng ta muốn. Còn nếu không muốn thì chúng ta sẽ chọn cái kiểu khác thôi. Mỗi ảnh một cái kiểu khác nhau. Thì nó sẽ, chúng ta bỏ nhiều thời gian hơn thì video của chúng ta sẽ đẹp hơn thôi. Nhưng mà chúng ta nên chọn mỗi bạn một kiểu khác nhau, chứ đừng nên chọn chung như thế này, nó cũng sẽ kém hay hơn mọi người nha. Làm xong rồi thì mọi người hãy xuất ra phần đầu bài đúng hạn nhé.